Như có hất tạo tác nghiệp vô gián, thì tâm vô gián kia thường theo đuổi, luôn cho đến chết, chẳng thể rời bỏ, giả sử khởi nên tâm khác cũng chẳng thể ngăn chặn được. Các Bồ Tát này cũng như thế, tâm chẳng thối chuyển thường theo đuổi luôn an trụ địa vị của Bồ Tát bất thối chuyển, trời người ai tố lạc vân vân trong thế gian chẳng thể tay động phá hoại pháp của mình đã đắc. Đối với các nghiệp mà có thể biết rõ hoàn toàn trong sự chứng pháp thường chẳng nghi ngờ, tuy sanh đời khác cũng chẳng phát sanh tâm tương ưng với thành văn độc giác, cũng chẳng tự nghi. Ta ở tương lai có thể chứng vô thượng Phật Bồ Đề, chẳng an trụ ở địa vị của mình, chẳng theo duyên khác, đối với pháp ở địa vị của mình chẳng thể phá hoại. Vì sao? Vì các Bồ Tát này thành tựu trí không động, không thối chuyển, nên tất cả duyên sống chẳng thể lay động, tập người đó bền vững giống như kim cang. Giả sử có ác ma giả hình tướng Phật đi đến chỗ người đó bảo: bạn nên cầu quả A-la-hán, dứt giải các đậu, nhập niết bàn. Bạn chưa thể nhận thọ ký đại bồ đề, cũng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Bạn chưa có các tướng hành trạng của địa vị bất thối chuyển, Như Lai chẳng nên thọ ký cho bạn vô thượng đại bồ đề. Khi các Bồ Tát này nghe lời ấy, tâm không biến động, cũng chẳng thối thất, không kinh không sợ, chỉ nghĩ: đây nhất định là ma hoặc quyến thuộc của ma, hóa làm hình tướng Phật đi đến chỗ ta nói như thế. Nếu thật là lời Phật nói thì lẽ ra không nên sai khác. Nếu khi các Bồ Tát nghe lời kia, nên quan sát nhớ nghĩ như vậy: đây nhất định là ác ma hóa làm hình tướng Phật, làm cho ta xa lìa bát nhã, sâu xa, làm cho ta rời bỏ vô thượng bồ đề. Vì thế ta không nên nghe theo lời nói kia. Khi ấy ác ma kinh sợ liền ẩn mất, thì các Bồ Tát này nhất định đã an trụ địa vị bất thối chuyển. Chư Phật quá khứ từ lâu đã thọ ký cho người kia đại bồ đề. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đầy đủ các tướng hành trạng của địa vị bất thối chuyển, nên có thể biết rõ việc làm của ác ma, làm cho ma ẩn mất không còn xuất hiện. Lại nữa, thiện hiện, các Bồ Tát này hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng, huống là của báu, bạn bè, quyến thuộc khác. Vì hộ trì chánh pháp nên tinh tấn, dõng mãnh, thường nghĩ chánh pháp này chính là pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Tất cả Như Lai cung kính cúng dường, ta hộ trì chánh pháp này chính là hộ trì pháp thân chư Phật. Lại nghĩ chánh pháp như vậy thuộc về chư Phật Thế Tôn ba đời, ta cũng dựa vào số Phật ở đời vị lai, Phật đã thọ ký cho ta đại bồ đề, chánh pháp của chư Phật chính ta đã có. Chính này ta hộ trì chánh pháp của mình, trong tương lai khi được thành Phật, ta cũng tuyên thuyết pháp này cho hữu tình. Các Bồ Tát này thấy lợi ích như thế, hộ trì chánh pháp Như Lai đã thuyết không tiếc thân mạng, quyến thuộc của bóng tài vật cho đến đạt được bồ đề, thường không mỏi mệt. Lại nữa, thiện hiện, các Bồ Tát này nghe thuyết pháp Phật không nghi không ngờ, nghe xong luôn luôn thọ trì không quên. Khi ấy thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, các Bồ Tát này chỉ nghe lời Phật dạy không nghi không ngờ, luôn không quên, hay là nghe chánh pháp của Bồ Tát và Thanh Văn cũng có thể như thế? Phật bảo thiện hiện: các Bồ Tát này nghe ngôn ngữ âm thanh văn tự, nghĩa lý của khắp tất cả hữu tình đều có thể thông đạt không nghi không ngờ, luôn không quên mất. Vì sao? Vì các Bồ Tát này ở trong các pháp đắc vô sanh nhẫn, đã thông suốt hoàn toàn thật tánh các pháp, nghe đều thuận tai và không nghi ngờ, lại đắc văn trì Đà La Ni, thường hay nhớ nghĩ hoàn toàn không quên mất. Thiện hiện nên biết đây là các tướng hành trạng của Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển,